Mình thế nào yêu chị Ngọc Linh? Hai chúng tôi là hai người chiến sĩ thuộc tiểu đoàn A-32 năm ấy, trong trận đánh Điện Biên Phủ trên không. Ngày ấy, hai chúng tôi là hai con người xa lạ, không hề quen biết nhau. Nhưng qua những cái trận đánh, những cái gian khổ của chiến tranh mang lại, thì thực sự hai chúng tôi đã trở thành những người anh em, như những người anh em ruột thịt. Nhưng đáng buồn thay, sau khi đất nước độc lập giải phóng, tôi và Thạch đã mất liên lạc hoàn toàn. Cá nhân tôi lúc nào cũng luôn nhớ tới những người đồng đội của mình, trong đó có Thạch. Và tôi thì luôn hy vọng rằng là chúng tôi sẽ có một dịp được gặp mặt lại và cùng nhau chia sẻ lại những kỷ niệm cũ. Ban đầu khi mà tôi tham gia câu lạc bộ 60 cộng thì tôi cũng chỉ nghĩ là mình sẽ tham gia vì một lý do rất đơn giản, rất nhẹ nhàng, thoải mái thôi. Nhưng rất bất ngờ là tôi đã gặp lại được người anh em của mình, người anh em mà tôi đã cùng nhau cắt máu ăn thề. Thì khi gặp lại Thạch thì có thật là tôi rất là xúc động, và chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ lại và cùng nhau đã nhìn lại quá khứ, đã nhìn lại những trận đánh gian khổ mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua. Thông qua đây thì tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất với câu lạc bộ 60 cộng. Câu lạc bộ đã giúp tôi và người anh em Thạch tìm lại được với nhau, đã cùng nhau chúng tôi có thể chia sẻ lại những điều cũ. Và tôi thì cũng hy vọng rằng tất cả